Thế không? Rồi muốn nói gì? Hả? Người. Nói gì bố? Hả? Thúi quá hả? Hả? Người muốn nói gì? Người muốn nói gì đây? Lời bu bu. Lời bu bu. Sao? Nói gì? Thúi quá đi thay tạ đúng không? Ừ, muốn gì? Thay tạ hả? Muốn đi chơi. Muốn làm gì đây? Ừ. Sao? Hả? Muốn gì? Đi thay tạ hả? Đi thay tạ hả? Đi đâu? Đi đâu? Ê, ê, đi đâu? Muốn làm gì đây? Hả? Muốn đi đâu đây? Ừ. Về toilet nha. Thay tạ nha. Về. Theo. Mẹ mặc áo đẹp mà, áo màu hồng mà. Công chúa. Công chúa của bố ơi. Ừ. Ừ. Nè, à, kìa. Cô giữ. À, xin lỗi. Tay muốn lạnh đó. Ok, đi đi, thay tạ. Giận rồi. Con giận, tay lạnh quá. Rồi, không kể. Rồi, ba đây. Thay tạ nha, đi. Đi. Ừ, đi thay tạ. Không có ngồi nữa. Ngồi làm gì? Đúng không? Đi. Ừ rồi đi biết rồi. Ừ rồi rồi bẻ lên bẻ lên bẻ lên. Ừ đi. Ây da. Ý rồi từ từ. Đi chưa? Bẻ lên mà. Ok rồi. Đây. Ui đây bẻ lên. Ý xuống đi nữa. Ok. Rồi đi rồi, đi chơi rồi. Rồi biết rồi, đi. Rồi. Rồi, bên ơi, dạ, thúi quá rồi. Lời thúi quá rồi đúng không? Thúi quá rồi. Đi rồi. Theo. Đi thay tạ cho con đi, thúi quá rồi. Con chịu hết nổi rồi. Ngứa lắm rồi, đi tắm rồi. Đúng không? Đi chưa? Ừ, đi thôi. Theo. Đi luôn nha. Đây. Đây đi vô thay tạ cho con. Đi thôi. Đi. Thay tạ cho con nha. Con mập địch. Đi. Thay tẻ cho con đi. Lên. Sao? Thấy tại không? Mắt tròn vo vậy hả? Thúi quá rồi, thấy tại thôi. Đúng không? Đi thấy tại đi. Ok, để cho con đi.